Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Bài học của ngày hôm qua là về discourse marker. Mình đã học được hai nhóm chức năng lớn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ qua một cái nhóm chức năng tiếp theo là nó sẽ thể hiện cái sự phản hồi của mình trong lúc mà mình nói chuyện. Rồi, mình không có đọc lý thuyết cho mấy bạn ha. Những cái này thì mình tự đọc cũng được nè. Với lại nó cũng không có quá quan trọng. Thì mình đọc cái phần ví dụ cho mấy bạn nha. Đầu tiên cái nhóm chức năng. Chức năng đầu tiên của cái nhóm này sẽ là to show interest and to show that we want the speaker to continue. Là để thể hiện rằng cái sự hứng thú và thể hiện là bạn muốn cái người nói người ta tiếp tục. Là mình dùng hai chữ là yeah hoặc right. Mình đọc cái ví dụ này cho mấy bạn nghe nha. So he opened the door. Yeah. And he went in very quietly without waking her. Right. He opened the back and... anh ấy mở cửa ra. Và anh ấy đi vào trong một cách yên lặng. À, không đánh thức cô ấy luôn hả? Right, đúng rồi. He opened the bag and anh ấy mở túi ra và... Rồi, tiếp tục. Cái chức năng tiếp theo của cái nhóm này là to show surprise, là thể hiện sự bất ngờ. We've decided to go to Africa for a month with next year. Oh, really? Là bạn A là nói là chúng tôi đã vừa mới quyết định là sẽ đi tới châu Phi trong một tháng vào năm sau. Thì bạn B bất ngờ quá mới nói là thiệt hả? Thật hả? Rồi, chức năng tiếp theo là to show sympathy. He can't play soccer for at least 6 months. He's broken his leg. That's terrible. Là để to show sympathy là thể hiện sự cảm thông. Anh ấy không thể chơi bóng đá trong ít nhất là 6 tháng, chân của anh ấy gãy rồi. Thì bạn B mới thể hiện sự cảm thông là ôi điều đó thật tệ, that's terrible, thật kinh khủng. Mấy bạn nghĩ đi, một cái người mà người ta là cầu thủ hay là người ta chuyên chơi bóng thì người ta bị treo giò do chấn thương trong 6 tháng thì cái điều đó quả là rất là khó chịu đúng không? Rồi, vậy là mình đã xong cái chức năng tiếp theo của discourse marker. Đó, chức năng này là as responses, là thể hiện sự hồi âm, sự phản hồi của mình với cái người, cái thông tin mà người ta nói với mình. Đầu tiên sẽ là thể hiện là mình muốn người ta tiếp tục, mình hứng thú với câu chuyện. Mình dùng right hoặc là yeah. Rồi mình thể hiện là mình bất ngờ thì mình oh really. Mình còn một cái khác nữa là mình sao thể hiện sự bất ngờ, thể hiện sự cảm thông thì mình sẽ dùng là it's terrible. Đó, vậy là mình đã học được một cái chức năng mới rồi. Mấy bạn còn nhớ hai chức năng cũ không? Hai chức năng cũ của discourse marker, đầu tiên là cái chức năng mà liền trước của cái này, nó sẽ là monitor what we say, là nó sẽ quản lý cái mà chúng ta nói. Quản lý cái chúng ta nói là sao? Là nó sẽ sao ta? Để mình cố gắng mình nhớ, mấy bạn cũng cố gắng nhớ như mình nha. Là đầu tiên là nó sẽ quản lý cái mình nói là thể hiện cái kiến thức mà mình đã chia sẻ. Là mình dùng những cái từ giống như là you know, hoặc là những cái kiến thức mình chưa chia sẻ thì mình dùng là you see. Đó. Rồi phía trên nữa là cái gì? Mình nhìn ví dụ là mình nhớ liền. Actually là mình nói cái ý nào đó mà nó theo một cách khác. Là what I mean is in other words, hoặc là actually. Rồi
Đó, cái chức năng này nó chỉ có hai cái nhỏ như vậy thôi. Rồi, cái chức năng trên cùng là discourse marker that organize what we say, là mình bắt đầu, mình tổ chức cái mà mình nói, là để mình bắt đầu cuộc nói chuyện, kết thúc cuộc nói chuyện. Bắt đầu cuộc nói chuyện thì mình dùng so, mình dùng right, đó, hoặc là mình dùng now. Kết thúc cuộc nói chuyện là mình dùng so, mình dùng right, mình dùng ok. Các bạn thấy right không? Vừa bắt đầu cũng vừa kết thúc cũng dùng được hết. Rồi, hoặc là kết thúc mình dùng anyway, rồi, dùng right. Rồi, tiếp tục là mình thay đổi chủ đề bằng cách nào? Thì mình dùng anyway. À. Rồi, hoặc là mình sắp xếp lại những cái mà mình nói thì mình dùng firstly, first để đáp mấy bạn. Hoặc là for a start, secondly, firstly, secondly, lastly. Hoặc là mình dùng mấy chữ cái cũng được, A, B, C. Rồi, vậy là mình đã xem xong discourse marker của nhóm chức năng thứ ba. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi mọi người ơi. Một nửa rồi nè, các bạn thấy cái con lăn của mình là nó được một nửa rồi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục vào bài học ngày mai với discourse marker nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ vào FutureLearn. FutureLearn.com. FutureLearn.com. Rồi sau đó là Understanding IELTS. Phần 1.9 Reading Exam Stress Article. Continue. Là sao ta? Sao nó lại cho mình trở lại đây nhỉ? Mình trở lại to-do list nè. To-do list là mình tới cái bước cuối cùng này rồi mấy bạn. Bước cuối cùng này rồi. Mình đánh dấu hoàn thành luôn rồi. Nhưng mà như mình nói với các bạn đó, thì mình sẽ có những cái link màu hồng này. Thì mình sẽ vào đây ha. Mình đọc một vài cái comment. Rồi, mình đọc cái buổi tư vấn ở trên Facebook này, Facebook Clinic đó. Thì người ta nói này: Hi everyone and welcome to our first Understanding IELTS Language Clinic of the new course. Là như cái này mình xem rồi, đúng không? Mấy bạn còn nhớ không? Mình xem rồi. Là tại vì cái khóa học này nó kết thúc lâu rồi nên là nó cứ đưa cái đường link này ra cho chúng ta. Our team of educators are here to help you for the next hour. So post your questions in the comments below and we'll get started now. Này mình like luôn rồi nè mấy bạn thấy không? Thôi, thì mình xem lại, mình đọc lại cũng được. Cái này mình dịch rồi, mình sẽ không dịch nữa. Mình sẽ kiếm một cái comment nào đó để mình đọc cho mấy bạn nghe nha. Hôm trước mình đọc cái này nè, mình đọc đúng cái comment này luôn. Mấy bạn thấy không? Rồi mình nhớ mình còn note lại cái này nữa. Để mà mình có những cái đường link mà mốt mình xem lại. Rồi mình kiếm cái comment khác. Rồi mình đọc comment của bạn Norita Santi nha. Mình thấy là cái khóa học này mấy bạn Ấn Độ học rất là nhiều. Tôi thấy là cái nhu cầu sử dụng tiếng Anh ở Ấn Độ rất là lớn và mấy bạn này có khả năng tự học cũng nhiều nữa ha. Chúng ta nên theo dõi
cái khóa học này thường xuyên giống như những bạn Ấn Độ mà mình thấy nè. Rồi, mình đọc cái comment của bạn này nha. Hi, do you have any tips on how to count the number of words in writing task one and two? Because it takes time to just count word by word. Là, xin chào, bạn có bất kỳ cái mẹo nào mà để đếm cái số từ ở trong bài viết task 1, task 1 và task 2 không? Bởi vì nó rất là mất thời gian chỉ để đếm một từ, từng từ một. Thì cái câu trả lời của mình sẽ là mình xem cái trung bình mình viết mỗi dòng bao nhiêu chữ, đúng không? Thì mình đếm cái số dòng đó thôi. Với lại trong lúc viết á, mình cố viết ra những cái từ nào mà nó, thứ nhất là phần viết thì mình không có viết tắt đây nè, từ vựng của mình, cái số từ của mình nó cũng không có bị rút ngắn lại. Nó, ví dụ như it is thì mình cũng được hai chữ rồi. Rồi khi mà mình viết thì mình cũng cố gắng viết giãn ra những từ nào mà viết cách ra được thì mình cách ra, với những chữ percent viết dính lại cũng được, mình viết xa ra cũng được, mình viết xa ra vậy đó. Rồi bên Learn English British Council người ta mới trả lời nè. Ôi, sao lại là Senorita nha? À, chắc hồi trước bạn này để cái tên khác, bây giờ bạn này để cái tên khác đó mấy bạn. Là, xin chào. Này, bạn này còn nói thêm một ít là I wish it was as easy as typing on a computer or tablet. Là bạn này mong là nó dễ, cái việc đếm chữ thì nó dễ như là ở trên máy vi tính hoặc là ở trên tablet, là cái máy tính bảng. Rồi, trả lời của British Council như sau. Hi, Senorita. Good question. You don't really have time to count all the words. Chào, Senorita. Câu hỏi hay đấy. Bạn không cần thực sự phải đếm tất cả những chữ cái, tất cả những cái từ mà bạn viết. There are two ways to do it. Có hai cách để mà làm nó. One is to count the words in one average line. À, có hai cách làm. Cách thứ nhất là đếm số từ trong một cái dòng trung bình, cái đếm cái số từ trung bình trong một dòng đó. Một dòng mình viết khoảng bao nhiêu, trung bình mình viết khoảng bao nhiêu chữ thì mình đếm cái số dòng. Then you count the total number of lines and multiply the two together. Đó là mình đọc, mình đếm cái số từ trung bình trong một dòng, rồi mình đếm số dòng, rồi mình nhân lại với nhau. That will give you a good estimate. Là nó sẽ cho bạn một cái sự ước lượng khá là tốt đó. The other way, and I think the more useful way is to practice writing your essays by hand on actual IELTS line paper in the weeks before the test and count the words each time. Và có một cái cách khác tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn, là hãy luyện tập cái việc viết bài luận ở trên giấy có kẻ dòng của IELTS ở trong vài tuần trước cái kỳ thi và đếm những cái từ mỗi lần mà mình viết. You will soon find easy to recognize that 150 and 250 words looks like in your handwriting. Bạn sẽ sớm nhận thấy rất là dễ để mà mình nhận ra được là mình có 150 từ hay là 250 từ, nó nhìn như thế nào ở trên cái bài viết tay của mình. You can find sample line paper with Google. Bạn có thể tìm thấy cái giấy kẻ dòng của bài thi IELTS ở trên Google. Remember, in IELTS, there is no maximum word limit, only a minimum. Hãy nhớ rằng bài thi IELTS thì không có số lượng từ tối đa mà chỉ có số lượng từ tối thiểu thôi. So you don't need to know if you wrote 270 or
etc. Cho nên là bạn không cần biết là mình liệu có viết 270 hoặc là 302 từ hay không. You only need to be 100% confident that you have written more than the minimum. Là bạn chỉ việc tự tin 100% rằng bạn đã viết nhiều hơn cái con số tối thiểu. Right. Giờ xong bài học của ngày hôm nay. Ở trên Facebook Clinic mình làm từng việc một như vậy. Rồi bây giờ mình xem cái link thứ nhất rồi, xem cái link thứ hai nha. Cái link thứ hai này phải đợi một chút. Rồi Namim comment, RK comment, lại Facebook Study Group này là cái group mà hôm trước mình đăng nhập trong cái ngày đầu tiên đó, mấy bạn nhớ không? Mấy bạn nếu có thể thì mấy bạn cứ theo dõi cái group đó. Nhưng mà mình thấy tốt nhất là nên theo dõi trang Learn English của British Council hơn, tại vì nó chính thống hơn. Những cái bình luận, những cái điều mà bên British Council người ta đăng thì người ta sẽ cái tính đúng đắn nó sẽ cao hơn. Còn như ở trong group này thì chúng ta chỉ nên học tập trao đổi lẫn nhau thôi, chứ đừng có tin chắc chắn vào những cái điều mà mọi người chia sẻ. Rồi cái bình luận này mình có like luôn rồi nè mấy bạn. Rồi mình xem cái ví dụ, mình xem cái bình luận này rồi. Bạn Elena Tatarinsiva, bạn này có đưa ra những lời khuyên nè. Bạn này khuyên mình là chuẩn bị kỹ lưỡng nè, suốt thời gian trước khi thi, rồi nghỉ ngơi trước cái kỳ thi, ăn sáng thật là ngon và đừng có cố đọc những cái điều cuối cùng, đọc cố vào những cái giây phút cuối cùng trước cái bài thi. Đó, mình có xem rồi mình like, các bạn thấy không? Rồi bạn Namin thì có đưa ra lời khuyên nữa là the only advice feel yourself confident. Ngày hôm qua cái thầy ở trong cái video cũng có chia sẻ về cái bình luận này, thầy có đọc lên đến vậy là how study the subject deep enough it will surely impact your confidence. Là mình học thật kỹ thì mình sẽ tự tin hơn. Like. Rồi. Bạn RK nè. RK này hình như mình cũng đọc rồi nữa nè. Mình đọc cái này rồi. Đại thể là bạn này nói là mình ngoài những cái mục đích là về đi học, đi làm và kiếm tiền thì chúng ta cũng nên yêu thích tiếng Anh, đam mê tiếng Anh. Tại vì như vậy nên mình sẽ biến nó thành một phần của mình đi nói, đi đứng nằm ngồi ngủ gì thì mình cũng liên quan đến tiếng Anh hết, thì nó là một phần của mình luôn thì nó sẽ tốt hơn là mình cứ đặt nặng nó với cái vấn đề là công việc, học tập này nọ đó. Mình dành cái tình yêu của mình cho nó thì mình sẽ học tốt hơn. RK nói như vậy. Rồi. Rồi, vậy là mình đã xong những cái link màu hồng của ngày hôm nay luôn rồi. Và chúng ta đánh dấu hoàn thành. Rồi chúng ta được công nhận là mình đã hoàn thành tuần 1. Rồi bây giờ mình qua tuần 2 nè. Nếu mà cái tuần 2 này nó ngắn, sao nó cứ continue mình ở mấy cái chỗ này ta? Cái chỗ này nó hiện sai mấy bạn, thì mình không biết tại sao là như vậy. Nhưng mà mình tiếp tục ha. Phần 1 này trong cái tuần 2 này mình sẽ có những cái nội dung như cái to-do list hồi nãy mình thể hiện to-do list đó, những cái nội dung như vậy. Rồi, mình sẽ xem.
cái clip thì Welcome. cái clip này có 3 phút thôi, thì mình sẽ xem và dịch cái này cho các bạn, rồi mình sẽ kết thúc bài học của ngày hôm nay ha. Đầu tiên là mình đọc một chút ở cái phần mô tả nè. How do you feel when you speak English? Bạn thấy như thế nào khi mà bạn nói tiếng Anh? Listen to Rob introduce week 2. Nghe Rob giới thiệu tuần 2. After you watch, say how you feel about speaking English. Sau khi mà bạn xem rồi đó, thì hãy nói với chúng tôi, hãy nói rằng bạn cảm thấy thế nào về việc nói tiếng Anh. What do you find difficult? Điều gì bạn thấy khó khăn? What do you enjoy? And which situation do you find easier, more difficult? Bạn thích, bạn thấy thích và bạn thích điều gì, và trong cái tình huống nào mà bạn cảm thấy nó dễ dàng hơn hay là khó khăn hơn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc cái xem cái video này nhé. Mình nghĩ là mình nên tắt cái phụ đề đi và nghe và dịch cho các bạn. Welcome to week two. Welcome to week two. Là chào mừng đến với tuần 2. This week, we're going to take a closer look at the speech. This week, we are going to take a closer look. Là chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Speaking part of the IELTS test. Speaking part of the IELTS test. Là phần nói của IELTS. First though, we're going to talk about speaking English in general. First though, we are going to talk about speaking English in general. Có nghĩa là nhìn nhận lại cái cái việc nói tiếng Anh một cách chung chung trước. How does it make you feel? How does it make you feel? Là nó khiến bạn thấy thế nào? We asked that question to some we have asked question students, and we're going to take it to some student, and we are going to take it now. Là kiểu như là ông đã hỏi một vài học sinh rồi, và bây giờ là cái câu trả lời của các bạn đó. Look at some of their answers now. Và chúng ta sẽ xem cái phần trả lời của các bạn đó. Before we do though, trước khi mình làm điều đó, mình không có lặp lại tiếng Anh như mấy bạn, tại nó có transcript ở đây, mấy bạn có thể tự mở transcript lên, caption lên để mình xem ha. Cái caption này nó tiện hơn, còn transcript thì mấy bạn phải nghe và dò theo. Cái caption nếu mà mấy bạn chọn ở đây thì nó sẽ hiện lên nè. Bây giờ mình nghe rồi mình dịch cho mấy bạn thôi. Remember that at the end of last week, hãy nhớ rằng vào cuối tuần, cái tuần 1 đó, talked about the marking criteria for the... chúng ta đã nói về cái những cái tiêu chí đánh giá chấm điểm của phần speaking IELTS speaking test. They were fluency and coherence. Chúng bao gồm sự lưu loát và sự mạch lạc. Lexical resource, nguồn ngôn ngữ, sự đa dạng trong cái từ vựng. Grammatical range and accuracy, sự đa dạng về ngữ pháp và cũng như là sử dụng đúng ngữ pháp. Pronunciation, sự phát âm. As you watch the speakers, think about which of these areas they have problems with. Rồi bạn đã xem lại cái bạn đã xem cái video và thấy là cái vấn đề của người nói trong cái bài thi trước nó nằm ở đâu. Mình nhớ là cái đó là mình có chấm điểm không? Rồi người ta hứa tới tuần này thì người ta sẽ sửa cho mình nè. Người ta sẽ cho cái feedback về hai cái cô đó đó. Thì tuần này chúng ta sẽ nhận cái feedback đó. Rồi, bạn thấy cái gì khó khăn về cái việc nói tiếng Anh? I'm a bit too confused when I speak English because I'm not sure about my grammar and pronunciation. Bạn này đôi lúc là cảm thấy bối rối tại vì bạn đã không chắc về cái ngữ pháp. And sometimes all my thoughts are really mixed up in my head and I need to connect them with... Rồi, bạn này nhiều khi là một có nhiều thứ trong đầu quá, bạn nó rối, bạn không biết thế nào liên kết nó lại. Grammar rules and I do some just simple mistakes sometimes. Bạn này mắc lỗi ngữ pháp và đôi khi là mắc những cái lỗi nhỏ nhỏ. And
feel confused about this. But cảm thấy bối rối về điều đó. I think with more practice I'll improve my English. Và bạn này sẽ cố gắng luyện tập để mà cho cái tiếng Anh mà nó giỏi lên. I think when I speak to native speakers, tôi nghĩ khi mà nói chuyện với người bản xứ, less confident. I don't know why. Khi mà nói với người bản xứ thì bạn này tự tin, phải không? Để nghe lại coi bạn này tự tin. I don't know why. I think when I speak to native speakers, I feel less confident. I feel less confident là bạn này cảm thấy ít tự tin hơn. I don't know why. Bạn này không biết tại sao hết. Something, I think it's something in my mind. That tôi nghĩ có cái thứ gì đó trong đầu của tôi, trong cái tâm trí tôi. Something just ticks and yeah, you start speaking slowly and rồi có thứ gì đó nó cứ bật lên, rồi tôi bắt đầu nói chậm hơn. Losing yourself. Và mất kiểm soát. I don't know why. Tôi losing myself là kiểu như bình thường vậy, vậy tự nhiên bây giờ mình đánh mất chính mình. Đó, không biết tại sao. I think I feel pretty confident. Yeah. Bạn này thấy khá là tự tin. I've been studying English for 7 years. I've been going to bạn này học tiếng Anh đã 7 năm rồi. American school for 7 years. So like my environment was just English, so I think I'm pretty confident speaking. The most difficult for me to switch on from là điều khó khăn nhất của bạn này là Russian to English quickly, and even if I have big gap and I'm speaking for a long time in Russian, it's quite complicated. Yeah, bạn này dừng lại hơi lâu và dễ thấy big gap đó. Rồi nói thì để mình xem lại cái on from Russian to English quickly. Là bạn này truyền tải cái ngôn ngữ gốc của bạn này là tiếng Nga, thì bạn này phải suy nghĩ từ tiếng Nga qua tiếng Anh sao cho nó rõ ràng. And even if I have big gap and I'm speaking for a long time in Russian, I have big gap. It's quite complicated for me to start speaking English. I started to think what it's what and translate in my mind. Đó, bạn này cố gắng dịch cái ngôn ngữ gốc là tiếng Nga qua tiếng Anh đó, thì nó can't do it fluently very quick. So if không thể nào bạn nên làm nó một cách trôi chảy và nhanh được. Bạn này nói như vậy. Takes some time, then I started to speak quicker. Thì nó phải mất một chút thời gian lúc đầu để mà bạn này bắt đầu nói nhanh hơn. So I come to swap very quick from one language to another. I'm actually feel quite good when I'm speaking to people with the same level as I have. Bạn này khá tự tin khi mà nói chuyện với những người cùng cái trình độ của mình. With native speakers, I kind of feel guilty for being. Rồi khi mà nói chuyện với người bản xứ thì bạn này cảm thấy là hơi tội lỗi. Not good enough and not having good pronunciation. Và bạn này không có đủ giỏi và không có phát âm giỏi tốt. Well, I feel kind of relaxed most of the time because bạn này cảm thấy thoải mái hầu hết thời gian. Well, I listen to a lot of English every day and tôi bạn này nó nghe cái tiếng Anh người lớn, adult English huh? Nghe như vậy. Well, I listen to a lot of English every day. I listen to all of English. Chắc là vậy, bạn này nghe tiếng Anh nhiều mỗi ngày. And considering that I am a musician and I have like this specific ear, it's kind of easy for me and it's always been. So I'm okay with listening to a lot of English every day. And considering that I am a musician and I have nói biết là mình là một cái musician, là một cái nhạc sao ta, là một cái người nghệ sĩ âm nhạc á. The specific year is kind of easy for me and it's always been, so I'm okay with speaking into a lot of English every day. And considering that I am a musician and I have like this specific year, it's kind of easy for me and I listen to a lot of English every day. Bạn này nghe rất là nhiều tiếng Anh mỗi ngày. And considering that I am a musician and I have bạn này
biết là mình là một nghệ sĩ âm nhạc. Like the specific year is kind of easy for me and it's... Rồi có một cái tai nghe là một cái điều rất là dễ dàng với bạn này. Brisbane, so I'm okay with speaking. Cho nên là tôi khá là ổn với cái việc nói. You've heard the thoughts of some students there, but what did... Rồi, chúng ta đã xem những cái học sinh người ta nói chuyện. You think? Bạn nghĩ gì? Just your answers with other learners. Right. Bây giờ sẽ là lượt bày tỏ cái ý kiến của bạn với những người học của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ xem comment nha. Đây, mình xem cái comment dài dài này xong rồi mình nghĩ nha. Hi all, I just wanted to say to everyone who are facing the fear of speaking English with the native speakers. Chào tất cả mọi người. Tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người, những ai mà đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi lúc mà nói chuyện tiếng Anh với người bản xứ. I've been living in English speaking country for 2 years now. When I arrived, I couldn't speak much English and tried to stay away from conversation with native speakers. Khi mà tôi đến khoan cho nên mình chỗ này nè. Tôi đang sống ở một cái nước nói tiếng Anh trong 2 năm rồi. Và khi tôi mới đến thì tôi không thể nói tiếng Anh nhiều đâu. Và tôi cố tránh xa những cái cuộc nói chuyện với người bản xứ. After a bit of time, I realized that they just one person who cares how bad my English is. Sau một cái thời gian ngắn thì tôi nhận ra rằng chỉ có một người là quan tâm đến cái việc mà tiếng Anh của tôi nó không có tốt, nó tệ ra sao. And that was me. Và đó là tôi. All the people surrounding me were always happy to speak and even happy if I asked about that. Tất cả mọi người xung quanh tôi thì luôn luôn vui để mà nói chuyện và thậm chí là giúp nếu mà tôi hỏi về tiếng Anh. Nobody ever judged me about saying something incorrect. Là không có ai mà phán xét tôi về cái việc mà tôi nói không đúng. So just step over your fears and use opportunity to improve your level. Cho nên hãy đạp lên nỗi sợ hãi, bước lên nỗi sợ hãi và sử dụng cái cơ hội này để mà cải thiện cái trình độ của bạn. Don't forget, most of people speak just one language and you are already far ahead just because you are learning another language. Đừng quên rằng hầu hết mọi người, đa số mọi người chỉ nói một ngôn ngữ thôi và bạn đã sẵn cái bước đầu khá là xa, chỉ bởi vì là sao ta, là chúng ta đã đi khá xa những cái người mà người ta biết một ngôn ngữ đó, là chúng ta học, bởi vì chúng ta học một cái ngôn ngữ khác nên mình cũng biết nhiều hơn đó. Rồi, educator, người ta nói là thầy Alistair Wilson nè. Bạn này là Elena Movenko. Rồi, bạn này thầy trả lời nè. Hi Elena, excellent comment. Chào Elena, cái comment này tuyệt lắm, xuất sắc. You are completely right. People are normally really happy when someone has taken the time to learn their language and they are more keen on chatting than judging. Là bạn hoàn toàn đúng, người ta thường thực sự rất là vui khi mà ai đó dành thời gian để mà học ngôn ngữ của họ và họ thì thường kiên nhẫn hơn về trong cái việc tán gẫu hoặc hơn là cái việc phán xét. When you meet someone who has learned your language, I am sure you are just pleased that they wanted to learn and don't spend your time thinking about their grammar. Là khi mà bạn gặp ai đó mà
đã và đang hoặc là vừa mới học cái ngôn ngữ của bạn, thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy vui, hài lòng rằng họ muốn học và không có dành thời gian của bạn nghĩ về cái ngữ pháp của họ, đúng không nào? Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái bước 2.1. Bước 2.1, xem video rồi và đọc comment xong luôn rồi. Đánh dấu hoàn thành. Và bữa sau chúng ta sẽ có một cái buổi trực tiếp ở trên Facebook. Và để xem coi nó có những gì thì chúng ta cùng gặp nhau vào bài học của ngày mai nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.